Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Lào Cai dành hơn 20 tỷ đồng thăm tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Công đoàn ngành công thương Lào Cai thành lập thêm 4 công đoàn cơ sở. Xuân về sớm nơi biên cương, xã Tà Phìn, thị xã Sapa hiện thực hóa khát vọng về một cung đường di sản. Trong phần tin trong nước và quốc tế, Việt Nam có thêm một mạng di động ảo. WHO cảnh báo về tình trạng lây lan của dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 10 tháng 1, thành đoàn Lào Cai phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất tổ chức lễ khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn Cam 1, Cam 2, thôn Bản Cam, xã Thống Nhất. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai. Công trình tuyến đường xóm Cam 1 đến xóm Cam 2 xã Thống Nhất có chiều dài 1,2 km, mặt đường rộng 6 m, đổ bê tông 3 m với mức đầu tư gần 1 tỷ 840 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách thành phố. Nhân dân thôn Bản Cam đóng góp hơn 336 triệu đồng, hiến hơn 6.000 m2 đất. Thành đoàn Lào Cai đóng góp 600 ngày công lao động. Tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương phát triển kinh tế của người dân, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ, Thành đoàn Lào Cai trao tặng 33 xuất quà cho các hộ dân thôn Bản Cam và tuyến đường điện năng lượng mặt trời cho thôn Phú Hùng, xã Thống Nhất. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức thăm tặng quà cho gần 40.000 cá nhân tập thể trên địa bàn tỉnh. Cụ thể toàn tỉnh có 39.044 đối tượng thuộc người có công, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật đặc biệt nặng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo năm 2023 được tặng quà Tết với mức tiền là 500.000 đồng một người. Tổng kinh phí thực hiện chương trình thăm tặng quà dịp Tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là trên 20 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh là 13,6 tỷ đồng. Cũng trong dịp này, Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà tại 10 xã nghèo nhất của tỉnh. Cá nhân tiêu biểu là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi tròn 100 tuổi và một số cơ quan báo chí, đơn vị hành chính sự nghiệp làm nhiệm vụ trực Tết, các lực lượng công an, biên phòng, quân sự trên địa bàn tỉnh. Sáng nay ngày 11 tháng 1, Công đoàn Ngành Công Thương Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và công bố quyết định thành lập mới 4 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công đoàn Ngành Công Thương hiện quản lý trên 2.400 đoàn viên lao động. Năm 2023, thu nhập khối doanh nghiệp nhà nước trung bình 11 triệu đồng một người một tháng, doanh nghiệp dân doanh khoảng 5,6 triệu đồng một người một tháng. Trong năm, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên 360 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em lao động bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 300 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 3 nhà máy ấm công đoàn. Đặc biệt, năm 2023 đã thành lập 5 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp mới 676 đoàn viên. Các đơn vị giới thiệu 14 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Dịp này, Công đoàn Ngành Công Thương công bố quyết định thành lập 4 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, gồm Công đoàn Công ty Cổ phần Đăng kiểm Cơ giới Bảo Thắng, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ hàng plaza, công đoàn hợp tác xã nông sản dược liệu mạnh hương, công ty trách nhiệm hữu hạn smart edu Lào Cai và kết nạp 70 đoàn viên. Thưa quý vị và các bạn, việc chăm lo cho nhân dân biên giới đón Tết luôn được lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực. Năm nay, Xuân đã về sớm hơn với người dân xã biên giới A Mô Sung, huyện Bát Sát trong chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản. Trên tay tôi là một trong hàng trăm xuất quà sẽ dành tặng đến cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, con nuôi đồn biên phòng trong chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Từng phần quà này sẽ được trao đến tận tay từng người dân, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và thắt chặt tình đoàn kết quân dân biên giới. Gia đình chị Lý Lở Mẩy là một trong số 450 hộ nhận được quà từ chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Hôm nay, những nhu yếu phẩm thiết yếu này sẽ giúp chị Mẩy và 10 thành viên khác trong nhà đón một cái Tết trong ấm áp đủ đầy hơn. Ngày hôm nay tôi rất háo hức để được nhận quà. Đây là lần đầu tiên tôi được nhận nhiều quà thế này. Vì nhà nghèo không có gì nên khi nhận được quà thế này tôi rất vui và hạnh phúc. Hôm nay, Phản A Xuân, con nuôi đồn biên phòng Amusung Sung cũng được tặng xe đạp mới. Xuân rất vui bởi món quà này chặng đường hơn 10 km đến trường của em sẽ bớt vất vả hơn. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được các chú lên và cho xe đạp. Em sử dụng xe đạp để buổi sáng đi học. Em thấy chiếc xe đạp này rất là đẹp và em sẽ giữ nó thật tốt. Năm nay, chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản năm 2024 được thực hiện tại 26 xã, phường, thị trấn biên giới với tổng kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ của cán bộ chiến sĩ biên phòng Lào Cai và nguồn vận động xã hội hóa. Từ thành công của chương trình Điểm tại xã Amu Sung, Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản sẽ tiếp tục đem không khí Tết cổ truyền về với nhiều bản làng khác trên tuyến biên giới. Nhằm tri ân đồng bào các dân tộc khu biên giới trong suốt những năm qua đã đồng hành kể cái vai sát cánh cùng chúng tôi trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và cũng là một cái mong muốn của chúng tôi đó là không có một hộ gia đình nào trong khu vực biên giới không có một cái Tết no đủ, vui ấm. Không chỉ là tình cảm trách nhiệm, chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản còn là sự tri ân sâu sắc của Biên phòng Lào Cai và cấp ủy chính quyền các địa phương với người dân các xã biên giới, những người luôn sát cánh giúp đỡ cán bộ chiến sĩ biên phòng trong công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Năm 2024, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ thu 3 tỷ 105 triệu đồng từ tiền sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 825 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, trong đó có 233 công trình thực hiện thu tiền sử dụng nước sinh hoạt. Các công trình chủ yếu có quy mô nhỏ, hoạt động theo hình thức tự chảy từ đầu nguồn, chỉ có 5 công trình sử dụng bơm dẫn từ các nguồn về qua bể lọc thô, bể chữa điều hòa áp lực rồi cung cấp cho các hộ. Năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích các địa phương giao thu thêm đối với các công trình đang hoạt động bình thường, có nguồn nước đảm bảo cung cấp ổn định cho các hộ đấu nối nước. Nguồn thu này sẽ bổ sung để hỗ trợ cho những người làm công tác vận hành và hỗ trợ duy tu bảo dưỡng công trình. Chợ Hoa Xuân Giáp thì năm 2024 sẽ được thành phố Lào Cai tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến 10 giờ ngày 9 tháng 2, tức từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp. Chợ Hoa Xuân được tổ chức tại hai địa điểm chính là khu vực đường An Dương Vương thuộc phường Cốc Lếu và Kim Tân và khu vực sân vận động phường Pom Hán. Dự kiến có trên 300 gian hàng tham gia, các mặt hàng chủ yếu là hoa cây cảnh đồ trang trí đón tết hàng tiêu dùng chợ hoa xuân nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hoa cây cảnh của người dân trong dịp tết nguyên đán tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách khi đến với thành phố lào cai Thưa quý vị, tại xã Tà Phìn, thị xã Sapa, một cung đường di sản văn hóa dân tộc sao đang hình thành. Định hướng tư vấn của ngành chuyên môn, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và cộng đồng dân cư, địa phương này đang hiện thực hóa phương châm biến di sản thành tài sản, vừa tạo sản phẩm đặc trưng, vừa giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, mang lại thu nhập và việc làm cho người dân bản địa. Gần 70 tuổi, mỗi ngày bà chảo mẩy khé vẫn cảm cụi theo thổ cẩm không chỉ mong khách du lịch đến với thôn mình nhiều hơn mà bà khé còn ước ngay tại bản này sẽ có một điểm bán hàng nho nhỏ để bày bán những sản phẩm do chính mình làm ra cũng mong có số bán ngay đường bên cạnh nó kẹn đến thì nó thịnh mưa thì mưa nó không thịnh đi theo người trẻ là đi xe đội khách nhiều lắm giữ nghề làm chống gia truyền thì thoảng gia đình anh Trảo Vân phim mới nhận được một đơn hàng như thế này. Sản phẩm vừa đẹp vừa tốt nhưng chưa có nhiều khách biết tới nên không thể duy trì nghề thường xuyên. Nè thì khi nào có khách đặt thì mới làm được không thì không là không không làm. Làm nhiều thì không có khách đặt làm xong để bỏ đấy. Cụm thôn xả sánh đội 4 xã Tả Phìn giữ được nhiều nét mộc mạc nguyên sơ của một sapa nguyên bản. Ngoài làm nghề trống, thêu thổ cầm, bà con người giao nơi đây còn giữ nghề rèn, nghề thuốc tắm lâu đời. Với mong muốn vừa bảo tồn, vừa khai thác giá trị văn hóa bản địa, phát triển du lịch, tạo thêm sinh kế cho bà con, ý tưởng về một cung đường di sản đã được hình thành, từng bước hiện thực hóa với sự tham gia của 16 hộ dân. Trước đây vẫn chưa ai làm cổng, nhà là bây giờ năm nay bắt đầu làm sắc cổng, dự khách mà kia đến nhìn nó có cái cổng làng cổ, cổng, nhà. Dọc cái cung đường này chỉ có khoảng hơn 500 mét chiều dài thôi thế nhưng mà chúng tôi sẽ dàn dựng ở đây tất cả các không gian di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Giao ví dụ như là nghề làm trống nghề làm rèn, nghề thêu rồi là nghề dược liệu thế và cùng với đó là những không gian trình diễn văn hóa như là cái không gian nghi lễ bút tồng rồi là lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Giao cũng như là không gian nhà truyền thống Sapa có 14 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó có tới 7 di sản thuộc về dân tộc Giao. Đây cũng là niềm tự hào của người Giao ở xã Sánh, Tả Phìn. Một nhà trưng bày nghề rèn vừa được dựng lên, những hàng rào xanh, cổng trào đẹp đang hiện hữu, bà con đang góp sức để hoàn thành cung đường di sản. Khi đó, ước mơ của bà Khé, anh Phin về phát huy nghề truyền thống sẽ được hiện thực hóa, mang lại sinh kế bền vững gắn với bảo tồn văn hóa của đồng bào sao nơi đây. Tiếp theo chương trình, 200 người chung tay làm sạch núi Bà Đen. Thích thú với TV gặp tại triển lãm điện tử tiêu dùng năm 2024. Mạng di động ảo Mobile Virtual Network Operator (MVNO) vừa ra mắt trên toàn quốc với đầu số 0775. Đây là mạng di động ảo do công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT cung cấp. Với mạng di động ảo mới này, công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT kỳ vọng sẽ kết hợp được lợi thế của các đơn vị trong cùng tập đoàn để đạt hiệu quả cộng hưởng, phát triển nhóm khách hàng doanh nghiệp, khách hàng hộ gia đình, khách hàng sử dụng dịch vụ IoT, M2M tạo doanh thu bền vững. Như vậy đến thời điểm hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng di động ảo tại Việt Nam. Đến giữa năm 2023, toàn quốc có khoảng 2,65 triệu thuê bao của các nhà mạng ảo, chiếm hơn 2% tổng số thuê bao toàn thị trường di động. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công nhận thêm chứng chỉ tiếng Anh Pearson's English International Certificate (PEIC) sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo đại học. Chứng chỉ này tương đương với các bậc của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để sử dụng trong tuyển sinh, đào tạo đại học. Như vậy, ngoài các chuẩn tiếng Anh đã phổ biến tại Việt Nam như IELTS và TOEFL, điểm thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PEIC chính thức được sử dụng cho các mục đích tuyển sinh và đào tạo ở bậc đại học, cũng như có thể được áp dụng làm chuẩn năng lực tiếng Anh cho học sinh sinh viên ở các bậc phổ thông sau đại học. Chứng chỉ PEIC được cấp bởi tập đoàn giáo dục Pearson, hội đồng khảo thí lớn nhất Vương quốc Anh. Bài thi PEIC đã được tổ chức phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới và bộ chứng chỉ này được các doanh nghiệp, trường đại học, cơ quan chính phủ ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi công nhận. Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh có độ cao 986m là ngọn núi linh thiêng cao bậc nhất vùng Đông Nam Bộ với một hệ thống chùa, am, động, miếu và các công trình tâm linh độc đáo. Tại điểm du lịch này, mới đây 200 tình nguyện viên đã tham gia chiến dịch dọn rác nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường. 200 tình nguyện viên là những Phật tử, cán bộ, nhân viên du lịch, các đại sứ cùng nhau làm sạch các khuôn viên chùa bà, chân núi. Ngay trong ngày đầu phát động, hơn 160 bao rác tương đương hơn 2 tấn, gồm chất thải rắn, ni lông, chai nhựa đã được thu gom. Số rác này sẽ được tập kết và mang đi xử lý. Khi mà nhặt rác tại một cái nơi tâm linh như là khu vực Điện Bà, Chùa Bà Thì tôi cảm thấy là mình đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa Cũng như là làm được một cái việc thiện Để giúp cho cảnh quan núi Bà nói riêng cũng như là Tây Ninh nói chung Thì càng ngày càng sạch đẹp hơn Về đây thấy môi trường ở đây nó chẳng những sạch đẹp Rất là phù hợp với với nguyện của nhà chùa Cũng như ý nguyện của mọi người nhiều năm qua, núi Bà Đen là điểm đến được du khách và cộng đồng Phật tử yêu thích, là niềm tự hào của người dân Tây Ninh. Tuy nhiên, tình trạng xả rác thải bừa bãi là vấn đề đang tồn tại. Chúng tôi đang phát động chiến dịch không phải là ngày hôm nay mà sẽ là hàng quý sẽ tổ chức một ngày xanh, ngày xanh để làm toàn bộ tất cả các khu, kể cả các tuyến đường đi bộ. Với sự chung tay của cả cộng đồng, thông qua những chương trình ý nghĩa như thế, đã lan tỏa những giá trị tích cực về bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên, góp phần giữ mãi màu xanh cho khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 10 tháng 1 cho biết khoảng 10.000 ca tử vong về dịch COVID-19 đã được ghi nhận trong tháng 12 năm 2023. Cũng theo WHO, ngoài gần 10.000 ca tử vong được ghi nhận trong tháng trước, số ca nhập viện cũng đã tăng 42% và số ca cần chăm sóc đặc biệt tăng 62% so với tháng 11. Tổng Giám đốc WHO cảnh báo Mặc dù dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, nhưng loại virus này vẫn lây lan, biến đổi và gây ra nhiều thương vong. Đáng chú ý, các số liệu vừa nêu mới chỉ là số liệu được ghi nhận ở gần 50 quốc gia, chủ yếu thuộc châu Âu và châu Mỹ, trong khi COVID-19 đang có xu hướng lây lan ở nhiều nước khác. Do đó, ông khuyến cáo cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. Ngày 10 tháng 1, chính phủ Argentina và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hoàn tất chi tiết của thỏa thuận cho vay trị giá 44 tỷ đô la Mỹ dành cho Argentina. Theo IMF, thỏa thuận sẽ được trình lên ban điều hành của tổ chức này xem xét trong những tuần tới và nếu được phê chuẩn, thỏa thuận sẽ cho phép chính phủ Argentina được nhận khoản tiền vay lên tới 4,7 tỷ đô la. Theo lời của Bộ trưởng Kinh tế Argentina, thỏa thuận này không mới, nhưng IMF đã cởi mở hơn trong việc thực thi chương trình cơ cấu nợ của Argentina. Argentina rơi vào khủng hoảng kinh tế từ nhiều năm nay và đang phải chật vật kiềm chế lạm phát vốn đã lên tới 200%, trong khi dự trữ ngoại tệ rơi vào vùng âm. Vì thế, nước này rất cần nhận được các khoản vay từ IMF kết hợp với các gói cải cách sâu rộng. Số lượng người nhập cư tăng trong khi thị trường bất động sản và xây dựng nhà ở không đáp ứng nhu cầu đã tác động đến giá thuê nhà tại Australia trong thời gian qua. Thống kê cho thấy giá thuê nhà ở thành thị đã tăng hơn 13%, đặc biệt là tại các thành phố lớn, nguyên nhân là do tốc độ xây dựng nhà ở không bắt kịp nhu cầu do thiếu nguyên liệu và lao động tay nghề cao khiến chi phí tốn kém hơn và thời gian xây dựng dài hơn. Dữ liệu từ Cục thống kê Australia cũng cho thấy Số giấy phép xây dựng nhà ở trong tháng 11 giảm 1,7% và số giấy phép xây dựng trong 5 tháng đầu năm tài chính 2023-2024 cũng giảm so với cùng kỳ 2022-2023. Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng tình hình hiện nay sẽ khó được cải thiện trong ngắn hạn, nhưng tốc độ tăng giá thuê nhà có thể sẽ chậm lại nhờ việc hạ lãi suất và các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt trong ngành xây dựng. Triển lãm điện tử tiêu dùng năm 2024 đang diễn ra tại Mỹ, hiện là tâm điểm của toàn thế giới. Một trong những sản phẩm ấn tượng vừa được giới thiệu tới công chúng là chiếc TV màn hình gập đến từ nước Áo. Theo công ty CSIS của Áo, đây là chiếc TV gập số 1 thế giới và là thiết kế mang tính tiên phong. Màn hình có 5 ô có thể gập lại hoặc trải ra từ một cột trụ bằng kim loại. Không chỉ có bề ngoài hiện đại, tiết kiệm không gian, TV gập này còn là sản phẩm trang trí xa xỉ cho gia chủ, theo CSIT, các dòng TV gập bao gồm cả trong nhà và ngoài trời với màn hình siêu rộng từ 103 đến 165 inch. Tuy nhiên, giá tiền của nó không hề rẻ, dao động từ 150 đến 300 nghìn đô la Mỹ tùy theo kích cỡ màn hình. Nổi tiếng với những hoang mạc khô cằn, oi nóng, nhưng ốc đảo Ubari, Libya vẫn luôn thu hút đông đảo du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới. Dãy hồ Ubari gồm 20 hồ nước nằm giữa những cồn cát cao chót vót và những ốc đảo cọ của vùng biển cát Ubari ở phía tây nam Libya. Trong một góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị khán giả cùng chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp và độc đáo của dãy hồ này. vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài phát thanh truyền hình lào cai cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn